Rồi tiếp theo hôm nay chúng ta học cái đoạn này hiện giả như thế nào là sự tái sinh trong tương lai được xảy ra. Đó là câu hỏi của ngài Mahakothita. Thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời: này hiện giả, bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, các loài hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia, như vậy sự tái sinh trong tương lai được xảy ra. Này hiện giả, như thế nào là sự tái sinh trong tương lai không xảy ra? Này hiện giả, vô minh được xả ly, minh khởi, tham ái được đoạn diệt, như vậy sự tái sinh trong tương lai không xảy ra. Thì đó là cái đoạn mà ngài Mahakothita hỏi ngài Xá Lợi Phất và được trả lời rất rõ. Chúng ta đọc và chúng ta hiểu liền nha. Nhưng mà vì cần phải nghiên cứu thêm, thành thử ra là thầy lấy cái hiểu biết nhỏ mọn của mình để mà giúp cho quý vị chúng ta hiểu thêm một chút thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta có cái căn nó sáng suốt á, chúng ta đọc qua cái đoạn này chúng ta hiểu liền, hiểu ngay. Rồi bây giờ bắt đầu. Ở trong này có cái từ gọi là vô minh ngăn che. Vô minh là một cái từ Phật học chuyên môn mà chúng ta thường đọc kinh, chúng ta thường nghe pháp sử dụng. Thường thường thì chúng ta hiểu vô minh bằng cách gì ạ? Vô minh có bốn cái ý. Một là không hiểu biết, hai là thờ ơ với sự thật, ba là nhầm lẫn, và bốn là mê muội. Không hiểu biết, thờ ơ với sự thật, nhầm lẫn, mê muội. Rồi đó là sau này ai hỏi vô minh là gì là chúng ta trả lời được ngay ha. Một là không hiểu biết, hai là thờ ơ với sự thật, ba là nhầm lẫn, và bốn là mê muội. Cái đầu tiên, không hiểu biết rõ về bốn chân lý cao thượng. Không hiểu biết rõ đó có nghĩa là không hiểu biết rõ về bốn chân lý cao thượng. Bốn chân lý cao thượng là tứ diệu, tứ diệu đế. Đức Phật ngài dạy: này tỷ kheo, chính không biết rõ về khổ, không biết rõ về khổ tập, không biết rõ về khổ diệt, không biết rõ con đường để đến khổ diệt, đây gọi là vô minh. Đó là cái đầu tiên, rất dễ hiểu ha. Cái thứ hai là thờ ơ với sự thật. Sự thật ở đây có nghĩa là chân lý. Chân lý. Ví dụ như có người nhờ nghe pháp của Đức Thế Tôn, tôi hiểu được bốn chân lý là khổ, là tập, là diệt, là đạo, nhưng mà không thực hành pháp để chứng đạt những gì cần chứng đạt. Do vậy mà được gọi là thờ ơ với chân lý, và cũng được xem như là bị vô minh chi phối. Cũng giống như trong một lần, vua trời Đế Thích cùng với thiên chúng đi đến ý kiến Đức Thế Tôn để nghe pháp, rồi sau đó trở về thiên giới. Tôn giả Madhulana, tức là một kiền liên, muốn biết các vị thiên tử có thực hành pháp hay không, thì ngài đi đến cung trời Đao Lợi, thấy các vị ấy vẫn say mê trong dục lạc. Thì đây là ý nghĩa thờ ơ với chân lý. Cái đoạn mà vừa trích dẫn ở trong tiểu kinh đoạn Tận Ái số 38. Xin nhắc lại, cái ý nghĩa thứ hai của vô minh là thờ ơ với chân lý. Cũng giống như chúng ta học nhiều, chúng ta nghe nhiều, thậm chí chúng ta tụng kinh nhiều luôn, mà một chữ, một câu Phật pháp chúng ta về nhà không thực hành. Cũng giống như cái đoạn mà trong kinh, tiểu kinh đoạn Tận Ái mới vừa ví dụ.
thiên chúng và trời Đế Thích kéo tới nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, rồi sau đó trở về lại trú xứ của mình. Thì ngài Tôn giả Mục Kiền Liên xem thử các vị này có thực hành giáo pháp hay không. Khi đến nơi thì các vị này vẫn say mê trong dục lạc, không thực hành giáo pháp. Giống chúng ta không mà? Giống không? Giống y chang ha. Không khác đâu nha. Học thì vậy, nghe thì vậy, nhưng mà chiều nay, tối nay, ngày mai, ngày mốt, những khoảng thời gian mà chúng ta không được nghe thầy chia sẻ đó, không được nghe thầy nói kinh đó, thì là những cái thời gian đó đó chúng ta làm những cái việc mà gì ạ? Hưởng thọ dục lạc, hưởng thọ dục lạc. Chúng ta quên mất. Mà chúng ta quên như vậy có nghĩa là chúng ta thờ ơ với chân lý. Mà thờ ơ với chân lý là buông trôi thả nổi tâm thức của mình, nó bồng bềnh như lục bình trôi sông, nó tấp vô đâu cũng được, nó gá vô đâu cũng được. Chúng ta thấy những cái con mà sống ở biển á, ví dụ như con tôm, con cua, con ghẹ, con mực, con cá, có thể nó đi bày đàn nhưng mà nó không sống bám víu và nương tựa. Chỉ riêng con hào là nó bám vô đá, nó bám vô san hô để nó sống. Thì mình giống y chang con hào này, mình tấp vô đâu cũng được, mình gá vô đâu cũng được. Rồi thì là mình tạm thời cho là yên ổn, cho là bình an, nhưng thực chất vô minh vẫn còn đó. Vì nghe nhiều, học nhiều, viết nhiều, tụng nhiều nhưng không thực hành. Mà không thực hành thì giống như cái vá, cái muỗng nằm trong tô canh. Người ăn canh mới hưởng được cái vị ngon ngọt của canh. Còn cầm cái vá, cái muỗng lên hỏi muỗng, vá có ngon không, nó sẽ không bao giờ trả lời được. Cho nên làm gì thì làm, nói gì thì nói, dầu gì dẫu gì, ta hiểu được một câu, ta hãy bắt tay vào thực hành câu đó. Thì có nghĩa là sao ạ? Trọn vẹn được ý nghĩa và xóa được cái sự thờ ơ với chân lý, để chúng ta không có tạo cái nhân vô minh cho đời này nữa, mà phải tạo sự trí tuệ sáng suốt cho đời này, còn hơn là hiểu biết nhiều mà không chịu thực hành đó. Do vậy mà không được thờ ơ với chân lý. Khi học rồi, hiểu biết rồi là phải thực hành. Cái thứ ba là nhầm lẫn. Cái nhầm lẫn này quan trọng lắm. Tại vì chính sự nhầm lẫn này dẫn đến kết quả đó là tà kiến. Tại sao gọi là tà kiến? Không thấy điều đáng thấy, thấy điều không đáng thấy, không lỗi thấy là có lỗi, có lỗi thấy là không lỗi, không sợ lại đáng sợ, mà đáng sợ lại không thấy không sợ. Đó là bốn cái điều kiện mà đưa chúng sanh bị trôi lăn vào cái bến của vô minh. Tôn giả Xá Lợi Phất nói bị vô minh ngăn che. Vì những cái này mà nó ngăn che làm cho chúng ta thiếu sự tỉnh táo, thiếu sự sáng suốt, thiếu sự tỉnh thức. Không thấy điều đáng thấy, tức là thân thiện hạnh và khổ thiện hạnh. Thay vì cái điều chúng ta nên làm, cái điều chúng ta nên thấy, cái điều chúng ta nên thực hành, đó là lời nói đẹp, lời nói hay, lời nói có ích, lời nói có giá trị, lời nói có thể giúp người khác phát triển được tuệ căn, tuệ mạng. Mà ngược lại chúng ta không làm, mà cũng cái khẩu hành đó chúng ta đi hành thứ khác, phải không ạ? Nói những lời vô ích, nói những lời không thật, nói những lời đâm thập, nói những lời lưỡi hai chiều, vân vân. Rồi đối với thân, thân thì là hả, thay vì chúng ta phải thấy được cái thân thiện hạnh này,
Cái việc cần làm đó là: một, tránh sát, tránh sát và từ bỏ sắc sanh. Cái thứ hai là từ bỏ nói dối. Cái thứ ba là từ bỏ tà hạnh. Đối với thân thì là chúng ta phải tuyệt đối từ bỏ những cái đó, nhưng mà chúng ta không từ bỏ, đã không từ bỏ mà mỗi ngày lại càng tăng lên. Do vậy mà cái đầu tiên của vô minh trong cái sự nhầm lẫn này, nghĩa là không thấy điều đáng thấy, nghĩa là thân và khẩu, thay vì làm những cái thiện hạnh, những cái pháp hay ho, nhưng mà ngược lại chúng ta lại làm trật. Cái thứ hai là thấy điều không đáng thấy, tức là ngược lại với cái ở trên là thân ác hạnh và ngữ ác hạnh. Cái thứ ba, không lỗi lại thấy là có lỗi, mà có lỗi lại thấy không có lỗi. Ví dụ cái này nó hơi tế nhị nha, nhưng mà nó thực tế, nó cần thiết lắm nha. Ví dụ như là cái ngày đó mà phụ nữ không được sạch đó, có được tụng kinh, có được niệm Phật, có được tọa thiền, có được lễ Phật, có được đến trước bàn Phật hay không? Ví dụ vậy mà. Được không? Được. Được nha. Được. Tại vì đó là cái xác thân phàm phu này nè, nó dơ từ trong tâm thức, từ trong ý thức, chứ không phải là nó dơ trong thân thể mà chúng ta tính vô. Tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến biên kiến, những cái đó mới là thật sự là dơ. Còn cái thân của nữ nhi thường tình mỗi tháng nó bị dơ, thì chúng ta có đủ cách để chúng ta tạm thời làm cho nó sạch, để rồi chúng ta tiếp tục tiếp xúc với Phật pháp, chứ không dừng lại ở giờ phút nào. Tại vì chúng ta cứ đổ thừa cho cái dơ giấy rồi chúng ta không tiếp xúc với Phật pháp, với môi trường kinh sách đó, thì nó sẽ giả đãi và lười biếng. Ví dụ vậy. Đừng dừng lại. Chúng ta không dừng lại, chúng ta vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục. Với hơn nữa công nghệ ngày nay thì ba cái đó rất là dễ, không gì khó hết nha. Mà chúng ta có cái tội nhầm lẫn chỗ này nè. Nhầm lẫn. Do vậy mà không lỗi mà lại thấy có lỗi. Sao không đi chùa? Dạ bữa đó con không sạch sẽ cho nên con không dám tới chùa. Sai. Cái này không lỗi mà thấy là có lỗi rồi nha. Rồi có lỗi lại thấy là không lỗi. Cái nữa là không sợ lại đáng sợ, mà cái đáng sợ thì lại không sợ. Cái này là do chấp nhận tà kiến mà chúng ta đi đầu thai trong ác thú. Nhớ nha, cực kỳ quan trọng. Nó chỉ cần sai một ly thôi là đi tới một dặm. Sai một con toán là bán cả con trâu, trả chưa hết nợ. Thì trong cái đường lối tu tập cũng vậy. Cái gì Phật thuyết, Phật cấm thì theo đó thực hành. Cái gì Phật không dạy, Phật không răng, Phật không cấm, các vị thánh tăng không nói tới, thì mình đừng nên dẻ rắn thêm chân. Quan trọng nha. Nhớ kỹ giùm thầy cái chú này chút. Tại vì chúng ta chỉ cần lạc một chút xíu thôi, mà lạc là chúng ta thực hành nó cũng sai. Mà nó sai là dẫn chúng ta vào trong cái đường tà kiến. Mà nhân tà kiến thì quả phải đọa vào ác thú. Cái thứ tư là mê muội. Mê muội có nghĩa là chúng ta nói hoài hàng ngày mà chúng ta tức lên, quạo lên, bực mình lên. Mi là đứa ngu si, mi là đứa dại dột, mi là đứa mê mờ, kiểu vậy, đại để là vậy. Thì mê muội là ngu si, là si ám, là mê mờ. Thì cái loại vô minh này làm nền tảng cho tham và sân, và các pháp tùy tùng với chúng được sanh lên. Phàm có khổ cảnh gì đời này và đời sau, tất cả do vô minh làm gốc, làm cội rễ, dục tham được chất chứa. Này trong Kinh Chánh Tri Kiến.
quần đi quần lại của mấy bài kinh trước thôi. Chúng ta thấy đó, ví dụ như một vị chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, nhớ nha, bốn quả thanh văn là phải nhớ. Một là Tu Đà Hoàng cũng được nha. Hai là Tư Đà Hàm. Ba, A-la-hán. Đây là tứ quả thanh văn. Đó, đây là cái Tu Đà Hoàng là sơ quả. Nó không phải sơ thiền, sơ quả nha. Nhị quả, tam quả và tứ quả. Riêng cái tứ quả này, A-la-hán hay là A-la-hán này, là người hoàn thiện. Hoàn thiện, tại sao gọi là người hoàn thiện cái quả này nè, A-la-hán này, người hoàn thiện. Tại vì là cái đầu tiên mình đó, mở mắt ra là phiền não chi phối, mở miệng ra là phiền não chi phối, nhất cử nhất động là phiền não chi phối, đúng vậy không? Còn cái vị A-la-hán, A-la-hán này nè, sạch trơn các lậu hoặc, có nghĩa là giới hạnh đạo đức nhân cách của họ nó tròn như mặt trăng ngày rằm, không chỗ nào mà khuyết hết. Tại vì có những tầng quả chứng đắc này mới đánh dấu được công năng tu tập của một người gọi là xuất trần thượng sĩ, tu hành đàng hoàng một cách vô cùng nghiêm túc. Còn mình đó là học ba mớ, hiểu ba mớ, rồi cái thì là nói ba mớ vậy thôi, nó không tới đâu hết. Như ngọn đèn trước gió, hễ còn bóng còn che thì còn sáng, mà thả ra cái tắt ngấm liền. Do vậy mà hả, còn sống, còn ăn, còn uống, còn sinh hoạt, còn hít thở, còn đi tới đi lui được, thì chí ít ra phải gia công gia cố phát triển được những cái mà chúng ta đã hiểu biết, cố gắng thực hành để mà chúng ta đầy đủ. Một, xa thầy xa bạn. Xa thầy xa bạn vẫn sống tốt, nhớ nha. Cái đầu tiên của người Phật tử tại gia mà tu đàng hoàng nghiêm túc, khi xa thầy và xa bạn này, xa bạn đạo đó, tức là đạo hữu đó, hiểu không? Chúng ta vẫn sống tốt, vẫn thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn tốt đẹp. Thứ hai, người Phật tử tại gia mà tu hành nghiêm túc thường gì ạ? À? Sợ đám đông và luôn thích sống một mình. Nhớ kỹ cái điều này, có nghĩa là với một người mà có cái chí hướng, có cái định hướng là tôi sẽ tiến thẳng đến cái lộ trình giải thoát, cái quả tối hậu của tôi ít nhất là gì? Tôi không dám thuyết pháp độ sinh, tôi không dám thành một bậc chánh đẳng giác, cái đó còn xa vời lắm. Nhưng chí ít ra, một, xa thầy xa bạn, tôi vẫn tu tập, vẫn sống tốt. Tại vì làm sao ạ? Người này đã thường xuyên thực hành lời Phật dạy rồi, cho nên bây giờ có xa thầy hay xa bạn thì họ vẫn là giống như là gì hả? Trong tâm thức họ vẫn có thầy, vẫn có bạn rồi, chứ không phải quần tụ quay quần lại mới gọi là sống đẹp, sống tốt. Mà ngược lại, họ thích sống một mình và rất sợ đám đông. Nhớ nha, nhớ kỹ. Và cái thứ ba của người Phật tử tại gia, phải tạo cho mình cái nhân sống an lạc và chết rất thảnh thơi. Chết thảnh thơi nha. Muốn chết thảnh thơi là trong lúc sống phải gì ạ? Phải làm gì?
Ai mới vừa nói buông bỏ đó, cho 10 điểm ngay lập tức nha. Trong lúc sống phải biết buông bỏ và ly dục. Tại vì cái tâm thức mà cận tử nghiệp đó, cận tử nghiệp có nghĩa là nằm đó có rồi người thân mình đứng xung quanh vậy nè nha. Người thân á, người thân trong gia đình đứng xung quanh, rồi mình nằm trên cái giường bệnh là xui xị bất xui, xui gì đó. Ừ. Rồi cái thì đó nha, là trong cái tâm thức lúc đó đó. Mà nếu như trong khi còn sống mạnh giỏi bây giờ đấy nè, mà không xả, không buông, không bỏ, không xa rời, ha, vân vân, đây là những cái từ mà xăm lên mình luôn nha. Tất cả các pháp hữu vi, có sinh, có diệt, có đầy, có vơi, có tốt, có xấu, có thêm, có bớt. Do vậy mà 50 tuổi đầu trở lên rồi là chán ngán cuộc sống vô thường này lắm rồi, chứ không tiếc nuối gì nữa đâu. Không tin thử lại đi. Bước qua tuổi 50, đàn ông cũng như đàn bà nha, nam cũng như nữ, bước qua 50 tuổi rồi đó là trí tuệ của mình nó quên tới 25% rồi. À, mà cái thân vật lý này nó quên tới 25%, cho nên học cái gì nó cũng quên, nó khó nhớ lắm, phải không ạ? À? Như vậy để nhắc cho chúng ta là gì? Quên đây có nghĩa là bỏ đi, là xả đi, là buông đi, là xa rời nó đi, là vừa rồi. 50 tuổi tiến đến 70, nhắm mắt xuôi tay mà ra đi thảnh thơi, không làm phiền con, không làm phiền cháu. Biết được trưa nay má đi đó, ăn một bụng thiệt no, thậm chí không cần ăn cũng được. Lục cái tủ của má coi thử có bộ đồ đẹp đẹp, tắm rửa sạch sẽ cho má ha. Má niệm Phật 3 câu thôi, dẫn tâm hướng tâm về Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Con nguyện xả cái thân sinh tử này nè, trọn đời đời sau kiếp khác con là quyến thuộc của Phật Pháp, con là quyến thuộc của chư Tăng, con là bạn bè của đạo hữu, có tín tâm vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo, đừng cho con xa rời dạt ra ngoài cái biên giới đó là con mừng rồi. Bấy nhiêu thôi, chết. Nhớ kỹ dừng. Hệ thân vật lý mà nó quên tới 25% rồi đó là thôi rồi rồi nha. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh. Nhà để lại cho con, đất đai để lại cho con, giường tược của cải, vật chất xe cộ tất tần tật để lại cho tụi nhỏ. Nó làm gì đó nó làm. Nó muốn giữ cũng được, nó muốn bán cũng được, nó muốn bảo vệ. Tại vì lúc đó làm sao ạ? Có tính toán gì được nữa đâu. Nằm cứng đờ rồi. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc gỗ vô dụng. Như khúc gỗ vô dụng. Khúc gỗ vô dụng là sao? Khổng Tử dạy, dụng nhân như dụng mộc, sử dụng người như sử dụng gỗ. Hương, trắc, sồi, sến, cẩm lai, những gỗ tốt đó, là để đóng những cái bệ thờ, những cái tủ thờ, những cái trang thờ. Còn gỗ bình thường xài tốt nha, bình thường nhưng mà xài tốt, đóng bàn, đóng ghế, đóng giường, đóng tủ. Gỗ tầm thường nữa đó, đi làm đòn, ngồi. Gỗ không sử dụng thì vất ra ngoài kia cho nó mục, nó mối. Như cái cây gòn nó to vậy mà đâu có sử dụng cái gì được, phải không? Cây gòn á hả? Làm nắp hòm. Vậy là sử dụng và mục đích cũng hay ghê đấy chứ ha. Sử dụng hay thì xuất sắc. Ví dụ vậy đó. Thì không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất,
bị vứt bỏ vô thức như khúc gỗ vô dụng. Do vậy mà hả, lúc đó không có nói là đỡ má dậy mới coi cái miếng đất nó còn bao lớn, đỡ má ngồi dậy mới coi thì cái vườn mình nó có đủ mét thước chưa, đỡ má ngồi dậy mới rờ cái thằng cháu đích tôn chút xíu, không kịp và không bao giờ kịp. Cờ vô tay ai người đó nấy phất, diêm vương kêu ai người đó đội nón ra đi gấp gãi. Chứ không có hẹn sinh tử, không có hẹn chu kỳ, không có hẹn thời gian nha. Nói đội nón cho vui thôi chứ hồi đó có nón đâu đội đó. Đối với cái vị mà sơ quả tu đà hoàng, tuy còn sinh tử nhưng mà khả năng tái sinh của vị này tối đa là 7 lần thôi. Vì trong nhận thức của một người hiểu bốn đế đó, thì vị này không còn đầu tư đến cái chuyện sinh tử nữa, không còn đầu tư nữa. Mình lấy sơ sơ nha, mình lấy sơ sơ cái vị tu đà hoàng thôi, là còn 7 lần tái lại cõi nhân gian. Tại sao phải tái lại? Ví dụ như lúc nãy thầy thưa, họ không còn đầu tư vào chuyện sinh tử nữa, họ chán ngán rồi, họ ngán ngẩm rồi, họ thấy các pháp hữu vi kể cả thân thể của họ nó không là cái gì hết nữa rồi. Không là cái gì hết có nghĩa là không có nghĩa là người ta buông trôi thả nổi nha. Không phải buông trôi thả nổi, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn chơi thì chơi, muốn nói thì nói, không phải vậy. Ví dụ như cái vòng xoay của luân hồi khổ đau mà chúng ta nghe là đệ tử chúng con từ vô gì? Vô thỉ. Cái xuất phát điểm của nó là vô thỉ thì cái kết cục của nó là vô chung. Không đầu, không cuối, không khởi đầu, không kết thúc, nó cứ trôi lan hoài. Ví dụ như cái cuộc hành trình của luân hồi sinh tử là 8.000 kiếp đi, 8.000 kiếp ví dụ thôi, chứ còn nó tỷ 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 kiếp kia nha, chứ không phải 8.000 đâu. Thì trong cái đoạn 8.000 này nè, cái đoạn 8.000 kiếp này nè, cái vị thánh sơ quả tu đà hoàng đấy nè, mình lấy cái tầng quả sơ quả thấp nhất trong tứ quả thanh văn thôi, chúng ta ví dụ, thì cái vị tu đà hoàng này không đầu tư vô sinh tử nữa, thì cái đoạn đường mà đi từ xuất phát điểm là A đến B, đến B, thì cái đoạn này là cho 8.000 kiếp đi ha, 8.000 kiếp bị trôi lăn sinh tử đó, đầu thai vô rất nhiều. Nam có, nữ có, giàu có, nghèo có, giỏi có, dở có, đẹp có, xấu có. Chúng ta nhìn trong cái lớp này nè, không ai giống ai hết, đúng không? Đúng không ạ? Tại sao vậy? Tại nghiệp lực chủng tử quân tập của mỗi người khác nhau, cho nên khi ta ra đời ta làm thân người nó khác hoàn toàn hết, đúng vậy không ạ? Thì trong cái cuộc sinh tử luân hồi từ A tới B là 8.000 kiếp đi, thì cái vị này nè, xuất phát điểm từ A tới B nó chỉ còn có hả 0.007 nữa thôi là đạt tới B, cho nên nó còn một chút xíu này thôi là người ta chấm dứt luân hồi, chấm dứt luân hồi. Còn mình thì cái cuộc luân hồi chúng ta còn rất là dài, rất là lê thê. Đừng tưởng rằng đi chùa không luân hồi, hôm trước có thưa rồi. Đừng tưởng là đầu tròn áo vuông không luân hồi nha. Tại vì là nghiệp chưa tới, mà nghiệp chưa tới thì chưa trả thôi, chưa trả nghiệp thôi. Cho nên cái người tu mà tu cho chân chính, tu cho nghiêm túc đó, họ nhìn cái thân này rất là bèo bọt, rất là bèo bọt. Nghiệp chưa tới, mà nghiệp chưa tới có nghĩa là gì ạ? Nó chưa trổ quả,
Đúng chưa không? Nó chưa trổ quả cho nên khoan vội, vui mừng, dễ vui trong các cái bữa mà đình đám tiệc tùng đi nha. Tại vì trong kinh nói rất rõ, khi nghiệp chưa tới một con kiến cũng không chết, chứ đừng có nói chi mình. Mà nghiệp tới rồi thì to như núi Thái Sơn cũng vẫn sụp đổ như thường. Cho nên đừng có ỷ vào hả đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc. Ô thôi, bỏ đi nha. Khi nghiệp tới rồi, lúc đó hả bỏ của chạy lấy người, rồi có thì là hả bám víu, nắm níu, giữ chặt, co cụm lại, để rồi sao ạ? Đầu thai qua kiếp khác ta làm một cái người trời ơi tồi tệ vô cùng, vì nhân ban đầu nó như thế thì quả mai sau nó cũng như thế. Hiểu kỹ chỗ này để mà thấy mà sợ mà chán ngán cái cuộc sinh tử rượt đuổi này, để mà chúng ta tu hành đàng hoàng một chút. Cái ví dụ thứ hai, đi phương tiện gì không biết, xe con, xe máy, xe đạp không cần biết, nhưng mà xuất phát điểm từ A tới B, cho nó là 8.000 km đi, 8.000 km nha. Mình thì là còn ở đâu chưa bước lên cái lộ trình giải quyết sinh tử đâu, mà cái vị sơ quả tu đà hoàng này nè, người ta chạy một cái vèo cái tới ngay gần tới cái điểm B đây nè, gần tới cái điểm B đây. Nó còn có 0,7 km nữa thôi. Tự nhiên tới đây cái xe nó chết máy, xe nó hư, mà còn 0,7 nữa rồi thì từ chỗ này đi đến điểm B còn xa không? Tới chỗ này xe hư, mà xe hư nó cũng trùng với cái duyên là gì họ? Họ không muốn đi nữa, tới nhà rồi, đi bộ vài bước nữa vô tới nhà thôi. Xe hư, để đó dù cũng được, tại vì đã về tới đích rồi, về tới nhà gần rồi nha. Nên lúc này đó, cái xe rồi có phụ tùng chúng ta cũng bỏ, vì các ngài không tha thiết để đi nữa, còn chút xíu là còn ba bậc đó, Từ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Nhưng mà riêng với vị sơ quả không thôi là có cái công năng kinh khủng vậy rồi. Cho nên đó là người ta, cái chí hướng của họ đó, không đầu tư vào sinh tử nữa. Họ không thích chỗ này, không thú chỗ kia, họ không bám chỗ này, họ không dính chặt vào chỗ khác. Còn mình từ ở đâu cũng dính, giống như là ruồi mà dính mũ, giống như ve ve mà dính mũ mít của mấy đứa con nít nó bắt vậy đó. Cửa đâu cũng dính, giống như chuột mà bị dính bẫy keo vậy, cửa đâu cũng dính. Còn các vị trời ơi tuyệt vời. Cho nên đó là những cái mà cái đích Đức Phật của mình thì hả thành ngôi chánh đẳng giác thì coi như là quá tuyệt vời rồi nha. Ngàn năm một thuở. Còn các vị thánh tăng thì thôi tuyệt vời. Phải nói là đó là những cái gương sáng trong đạo pháp mà buộc thầy trò mình phải ngày ngày đêm đêm tâm tâm niệm niệm mà hướng đến cái mục tiêu như các ngài. Đó là những tấm gương sáng. Đó là vô minh ha. Cái nữa vô minh ngăn che. Rồi cái gì nữa? Tham ái trói buộc. Do ái mà chúng ta thích thú chỗ này chỗ kia, cái này cái nọ, thích không ạ? Thích nha. Mà hễ có ái là phải có ưu, có ưa là phải có ghét, đó là điều tất nhiên. Ví dụ cái món này ngon thì trong thâm tâm mình không nói là có cái món khác tôi ghét, nhưng khi xuất hiện trong tâm thức mình thích cái món này ngon, thích cái màu này đẹp, thích cái này thích cái kia, là đồng nghĩa ở trong này nè nó tự xuất hiện một cái tâm thế thứ hai, đó là gì ạ? Là đối kháng, là bất mãn, là bất bình, là khó ưa, là khó chịu, là ghét gẫm, là thù hằn.
hay vậy đó. Mặc dù mình không thông báo với ai hết, nhưng mà hễ có thích chỗ nào là xuất hiện cái ghét kế bên của nó, phải không ạ? Có tay phải phải có tay trái thôi, có chân phải phải có chân trái thôi, có con mắt phải với con mắt trái. Tại vì cuộc sống này là một cặp phạm trù luôn luôn song hành cùng nhau. Còn các vị thánh tăng thì họ gì? Họ cắt một cái rụp, họ chặt một cái veo, đứt hết mọi tham ái, mọi trói buộc. Còn mình thì sống trong tham ái thì cho là hạnh phúc. Sống trong tham ái cho là hạnh phúc, cái này nguy hiểm lắm. Chúng ta tiếp tục đầu tư mà, còn các ngài không đầu tư nữa, không đầu tư nữa. Nói lại, do ái mà thích thú chỗ này chỗ kia, do ưu không ưa cái này khó chịu cái khác, đụng ái thì ưa thích tìm cầu theo đuổi nắm níu. Mà đụng tới ưu là khó chịu, là bất mãn, là chống đối, là tiêu diệt. Gạch đầu dòng, đụng tới ái. Ái là gì ạ? Ái là ưa, là thích. Đụng tới ái, gạch đầu dòng thứ hai, đụng tới ưu. Đụng tới ái thì là thích thú, là tìm cầu, là theo đuổi, là nắm níu. Đụng tới ái ban đầu là thích thú cái đó nha. Thích thú, tìm cầu, theo đuổi, nắm níu, giữ lại cho mình chứ. Từ ái sinh lo, từ ái sinh khổ mà nha. Rồi đụng tới ưu là khó chịu, là bất mãn, là chống đối, là tiêu diệt. Khó chịu, bất mãn, chống đối, tiêu diệt. Đây là hai trạng thái tâm thức là nhân để mà gây ra đời đầy máu lệ, đời đầy tang thương, đời đầy đau khổ, đời đầy than vang, sinh ly tử biệt, đủ thứ các kiểu là do hai cái này mà ra. Do hai cái này thôi nha. Do hai cái này thôi. Ban đầu đụng tới ái là mình thích thú cái đó nha. Mà thích thú rồi thì làm sao ạ? Tiếp tục tìm cầu nó, muốn có nó mà. Sau đó thì là sao ạ? Theo đuổi, theo đuổi rồi nắm níu. Nắm níu. Mà đụng tới cái ghét á, cái khó ưa đó, là chúng ta gì ạ? Khó chịu, bất mãn, chống đối, và chúng ta muốn tiêu diệt. Quý vị thử nghĩ đi, hai cái này có dư sức cho luân hồi chuyển bánh chưa? Quá dư sức rồi nha. Rất thực tế, rất thực tế. Nói bấy nhiêu không thôi là đủ dư sức cho luân hồi chuyển bánh. Lấy khổ làm vui, lấy sầu lo, ưu tư, khổ não, vui bây giờ, buồn lát nữa, cười bây giờ, lát nữa khóc. Vô thường mà nhé, vô thường. Ví dụ ngồi đây một cách bình thường thôi, lỡ con trai mình, con gái mình, cháu nội mình, cháu ngoại mình, một cú điện thoại thôi, đang cười, nụ cười dập tắt liền, đúng vậy không? Là nó có bệnh gì, nó đi bệnh viện, dọt lên đây liền, bạch thầy cho con về, con trai con bị như vậy, con gái con bị như vậy, là cái nụ cười trên môi lúc đó có nữa không? Không. Rất chóng vánh và rất mau lẹ. Cho nên Phật dạy cười cũng cười vừa vừa đó, để dành lát nữa khóc với. Đại khái là vậy. Tại vì là hả, khi mà chúng ta đầu tư vào những cái này rồi đó mà, chúng ta đầu tư vào cái này rồi đó, thì dư sức cho luân hồi chuyển bánh.
Do vậy mà tôn giả Xá Lợi Phất nói sự tái sinh trong tương lai được xảy ra là do vậy đó. Do đầu tư trong cái kiếp tiếp tục quá nhiều những cái nhân như vậy. Này hiền giả, thế nào là thiền thứ nhất? Chúng ta thấy đoạn đó chưa? Này hiền giả, thế nào là thiền thứ nhất? Ở đây này hiền giả, vị tỷ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ. Thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục mà sanh. Như vậy là cái tầng thiền thứ nhất ta đọc ta hiểu liền. Muốn có được tầng thiền thứ nhất thì cái việc đầu tiên là phải ly dục. Anh còn đầu tư vô dục thì là anh còn tái sinh chỗ này chỗ kia. Mà anh ly dục được rồi, tiếp theo đó anh ly ác bất thiện thiền pháp, chứng và trú sở thiền. Nhưng mà lúc này là có tầm và có tứ vô minh rồi. Bây giờ nói tới thiền. Đây là một cái gọi là hốt là nóng nha. Tại vì nói đến đạo Phật mà không nói đến thiền. Chư sư ngày xưa dạy không thiền thì trí tuệ gì? Diệt. Mà có thiền là trí tuệ sanh. Cho nên hốt nó quan trọng là vậy. Không thiền trí tuệ diệt, có thiền trí tuệ sanh. Ví dụ cái người mà hồi nãy mình ghi đó, xa thầy xa bạn, ở một mình vẫn tốt, tu một mình vẫn tốt, thích ở một mình và sợ đám đông. Có nhiều người mà họ có cái chí hướng đó rồi đó, họ ăn vài chén cơm, họ làm việc nhà, họ lo cho con cháu xong rồi đó, họ kiếm cái chỗ vắng họ ngồi à. Họ ngồi họ làm gì? Không phải kiếm chỗ ngủ đâu nha. Không phải cái chỗ ngủ đâu. Trạng thái tâm sáng bừng nha. Hít vào, ý thức tôi đang hít vào. Thở ra, ý thức tôi đang thở ra. Tôi biết được cái hơi thở tôi vào ra dài ngắn như thế nào. Họ chỉ làm bấy nhiêu thôi. Mà nói thì đôi khi quý vị không tin. Nhưng mà về nhà mình làm một bài toán, mình làm một cái phép thử đi. Ta tập sống một mình, mặc dù con cháu nội ngoại có đó, nhưng mà sau này ra đi mình đi với ai? Đi một mình thôi. Lọt trong bụng mẹ ra ồ e ổng quản rồi cũng một mình. Rồi khi về với lòng đất mẹ cũng một mình. Do vậy mà khi còn sống chúng ta phải tập sống một mình. Giống như nhạc sĩ Lâm Phương nói, sáng mai thức giấc nhìn quanh một mình. Nhìn quanh một mình. Mà ngược lại, với cái người mà đầy tham dục đó, họ chỉ cần buổi sáng thấy được vợ mình nằm bên cạnh là hạnh phúc rồi. Thấy được chồng mình nằm bên cạnh là hạnh phúc rồi. Thấy được con cháu nằm bên cạnh là hạnh phúc rồi. Đại để là vậy. Nhưng mà hả, sáng dậy mà tự động mình rờ lên cái mũi, thấy còn nguyên, mắt vẫn còn nhìn thấy được, tay chân vẫn cử động được, cái bộ đồ lòng trong này nó không có đau, cổ họng không rát, tất cả mọi cái thứ đó mà nó còn nguyên là hạnh phúc không? Hạnh phúc rồi. Mà khi ta ý thức được cái niềm hạnh phúc có mặt ngay cái buổi của đầu ngày á, đầu ngày, là ta phải tự cật vấn lương tâm của mình. Ngày nay con sẽ tu hơn ngày hôm qua thêm một chút. Rồi ngày mai, ngày mốt ta cũng phải làm như vậy để ta tiến gì? Tiến lên, đừng tiến xuống nha. Tại vì tiến xuống là đồng nghĩa với xa đọa. Mà tiến lên là đồng nghĩa với hướng thượng. Như vậy hướng thượng và xa đọa là tùy vào sự lựa chọn thông minh khôn ngoan hay là kém hiểu biết, là do mình chứ không do Phật, không do kinh, không do thầy, không do ai hết. Trong cái cảnh giới xa đọa đó,
sa đọa là rơi xuống, là rớt xuống đó. Nếu mà những chúng sinh mà sinh vào cái loài mà uống máu tươi ăn thịt sống thì nó thấy máu tươi thịt sống là lẽ sống, là số 1. Nếu mà sa đọa vào cái loài ăn phẫn đó, thì nó thấy đống phẫn là cả một thế giới hoàn hảo của chúng. Nói ra thì sợ nha, nói ra thì sợ đó, là cái cảnh mà nó nhắm tới đó là đống phẫn, đống phân. Nếu mà sanh vào cái loài ăn côn trùng, ăn giun, ăn dế, ăn sâu, ăn bọ, ăn dòi, thì những cái loài đó thức ăn của nó là giun, là dế, là trùng, là sâu, là bọ, là dòi. Nói ra thì cái thôi mấy cái loài đó sao nó ghê quá. Dạ, phản phất có thầy ở trong đó đó. Tại vì sao ạ? Chưa đủ túc duyên, chưa đủ điều kiện. Thầy nói như vậy có nghĩa là thầy tự lấy mình ra thôi, chứ không dám lấy quý vị đâu. Chưa đủ điều kiện, chưa đủ túc duyên thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy con chuột mà nó chui nó rút ở dưới cống, ở dưới mương, ở dưới rãnh mà nó hôi nó hám, mình thấy mình sợ không ạ? Sợ. Dạ, phản phất mình trong đó đó nha. Tâm thức nào mà co cụm lại, cái củ mì cũng mang về nhà, cái chạc lan cũng mang về nhà, cái hạt đậu phộng lép cũng mang về nhà, cái gì cũng tha về nhà hết, thì đồng nghĩa với cuộc sống của chuột. Mặc dù cách sống thì khác, ta vẫn ngồi bàn, ta vẫn ngồi giường, ngồi chõng, nhưng tâm thức của ta là đang gì ạ? Xui cái thuyền đời của mình về với bến bờ gì? Hang, ổ, rơm, rạ, cất, giữ. Đó là cuộc sống của những loài gì ạ? Gặm nhấm hay là lực chuột. Đơn giản. Chứ đừng có thấy ô sợ quá, nói ghê quá. Dạ, có con trong đó đó nha, có con trong cảnh đó. Cho nên mình quán chiếu tất cả, dọn lại hữu tình, mình sẽ học được nhiều bài học, nhiều bài học cho bản thân. Kinh khủng lắm chứ không phải giỡn. Hồi nãy giờ là mình nói cái cảnh sa đọa, rồi thậm chí làm thân người, làm thân người là sống trong cõi gì? Sống trong cõi dục, đầu tư vào dục để rồi hưởng được dục nha. Một đời người thôi mình thay đổi không biết bao nhiêu cái. Tính cái ăn trước ha, ngày xưa trên bom dưới đạn, chạy giặc đông tây, mình trông cho có cái bữa ăn mà vắng đi cái tiếng bom rền, tiếng đạn bắn, có không ạ? Khi qua bên rồi là thì là mình muốn là no cơm và ấm áo. Rồi tiến đến bây giờ thời đại 4.0 công nghệ rồi thì không phải là no cơm ấm áo nữa, mà phải là ăn ngon và mặc đẹp. Thay đổi vậy đó, thay đổi chóng mặt nha. Cho nên lâu lâu á mình thèm cái củ khoai lang mà sắc men phơi khô, ghé vô cơm ăn nó thơm cực kỳ nha. Tại vì cái cảnh đó trải qua rồi. Rồi ghé dài củ khoai mì vô, cái hột mít mà đập dẹp, thả ra ngoài nắng cho phơi, rồi ngâm nước đi, thả vô cơm ăn ngon cực kỳ. Đại để là vậy. Cái thì là từ cấp độ, nó tùy thuộc vào cái tài chánh, nó tùy thuộc vào sự thu chi, tùy thuộc vào nói chung là mọi thứ trong nhà để mà mình nâng cái đời sống của mình lên. Vì là xã hội phát triển, con người phát triển thì đất nước mới phát triển, đúng không ạ? Nhưng mà đó là cái cách tư duy của những người mà họ có cái thực thi
nghĩa vụ, trách nhiệm một người công dân. Còn riêng với cái người mà tu thiền niệm xứ là chúng ta phải nhìn rằng là gì? Hạnh phúc mà có được trong cõi dục nha. Hạnh phúc có được trong cõi dục nó chỉ mang tính chất tương đối và vô cùng giới hạn, đúng vậy không ạ? Và vô cùng giới hạn. Thử đi, thử nhẩm lại đi, đúng không? Hạnh phúc mà có trong cõi dục á, nó chỉ mang tính chất tương đối và vô cùng giới hạn. Có vậy không ạ? Có không? Tại vì Bồ Tát Tất Đạt Đa cầm cái tay Gia Du Đà La và nói: này em, cái bàn tay ngọc ngà và búp măng của em đây, một ngày nào đó nó sẽ co quắp lại giống như những que củi, củi khô. Da dẻ hồng hào xinh đẹp của em đây, đến một ngày nào đó nó sẽ nhăn nheo và xấu đi, đúng vậy không? Tại vì không có ai dùng tiền, dù có phẫu thuật cỡ nào nha. Bây giờ đó, nó có nhiều công nghệ, hễ tóc bạc là đi nhuộm lại là đen liền, nhưng mà rồi một thời gian nó cũng loại cái bạc ra nha. Da nó nhăn cái là họ đi cà cho nó láng ra, nó sáng ra, nó căng lên ha. Môi mà nó thâm một cái là đi bơm lên cho nó tươi, nó mọng, nó đẹp ha. Ôi thôi, đủ thứ cái hết. Mà đó là cái cảnh dục, đó là cái hưởng dục. Mà với con mắt của một bậc tỉnh thức, họ nhìn họ cười thôi, họ cười thôi. Tại vì chúng ta không có lấp được, chúng ta không có che được, chúng ta không có phú, không có tàn, không có đậy được những ô nhiễm bên trong tâm thức. Dù cho có mặt qua dao phấn, dù cho có tiền muôn bạc đóng nhà lầu xe hơi, nhưng nếu tâm thức tầm thường thì nhân quả và cách sống của anh đời sau kiếp khác cũng tầm thường mà thôi. Cũng tầm thường mà thôi. Còn nếu tôi đi xe đạp, tôi buôn gánh, tôi bán bưng, cứ cho tôi là đầu đường xó chợ đi, nhưng tâm thức tôi mỗi ngày được cải thiện, đạo đức tôi được nâng cao và giá trị tâm linh của tôi mỗi ngày được phát triển, thì nhân và quả của tôi đời sau kiếp khác ăn đức cái quả của anh bây giờ, là mặt qua, là da phấn, là nhà đẹp, là con ngoan, là xe hơi, là tiền bạc, ăn đức. Tại vì cái cần ở đây là cần cái phẩm chất, đạo đức, giá trị và nhân cách sống, chứ không phải đánh giá một con người qua cái lớp vỏ bên ngoài. Do vậy mà hạnh phúc trong cõi dục tương đối và vô cùng giới hạn. Rồi thì làm cái thân người sống trong dục thì cái sự hướng dục được cho là đúng đắn, là hay ho, là ngon lành. Chúng ta đầu tư, chúng ta theo đuổi, chúng ta nắm níu, chúng ta bám chặt vào đó. Hễ cứ sinh vào cái loài nào, mở mắt ra là gắn chặt vào những cái thứ mà chúng ta có được trong cảnh giới đó, có được trong cảnh giới đó, cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay cũng chưa buông được, cũng chưa buông được. Tức là không biết nhàm chán, không biết buông bỏ. Và do vô minh ngăn che, do tham ái trói buộc như vậy thì nó làm sức hút của phiền não. Cho nên đó là khi sức hút phiền não nó đầy rồi á, chúng ta làm ác dễ hơn là làm thiện. Làm ác dễ hơn làm thiện. Tại sao vậy ạ? Tại sao làm ác dễ hơn làm thiện? Tại vì bên trong này nè, nó chất chứa nhiều sự bất thiện. Chỉ cần mở cửa ra là ta gặp những người bất thiện, ta nghe những lời bất thiện, ta thấy những hành động bất thiện. Dù anh có thiện cỡ nào mà anh sống lâu ngày chày tháng ha, với người bất thiện có bị nhiễm không? Nhiễm.
nhiễm nhiều hay ít thôi, chứ không dám nói là không có. Cho nên bà mẹ của ông Mạnh Tử đó, bởi giờ nhà 5 lần 7 lượt, bà sợ con bà tiếp xúc với cái môi trường xấu không được tốt, bà thay đổi. Lần đầu tiên khi cha của Mạnh Tử mất thì ở trong cái nhà đó bà mới đi buôn bán, đi làm lụng. Bữa đó bà về, bà thấy con của bà đó nó bán đồ hàng với mấy đứa nhỏ, nó in đất bằng làm bánh, nấu cơm bằng đất, hái lá làm tiền đó. Bà đứng bên nhìn một đổi lâu, bởi cái không ổn rồi, không ổn. Tại vì cái hướng của bà muốn hướng con của bà đi đó mà, cái suy nghĩ của bà muốn hướng con của mình đi không phải là buôn bán, không phải là kinh doanh, không phải là sớm tối ở chợ. Cho nên bà mới dời nhà qua chỗ khác. Tại vì cái nhà đầu tiên ở gần cái chợ mà, bà dời nhà qua chỗ khác thì bà cũng để con mình ở nhà, bà đi làm ăn nuôi con. Mà không vô tình bà về bất ngờ, bà thấy con lấy cây chuối non một khúc để lên cái bàn, lấy con dao mổ cái cây chuối ra. Bà kêu chết rồi, không được rồi. Tại vì cái nhà bà đang mới dọn tới là ở gần cái lò gì? Lò mổ. Bà kêu không được, không ổn rồi. Bà dời tiếp nhà đi chỗ khác, có nghĩa là dời nhiều lắm. Đến cuối cùng bữa đó bà đi làm về, bà thấy con bà, ông Mạnh Tử hồi nhỏ đó, ông tập hợp lên mấy đứa nhỏ, rồi ông cầm cái thanh tre, ông chỉ lên cái thân cây gỗ to. Thiên trời địa đất dân mây, vũ mưa phong gió nhật ngày dạ đêm, cân khăn y áo thường xin, ví dụ vậy. Bà yên tâm, tại vì nhà gần trường học. Thành thử ra chúng sinh á, khi lạc vào cảnh giới nào là chúng ta yên lòng và yên tâm nắm níu giữ chặt cảnh giới đó, và cho đó là cảnh giới chúng ta tốt đẹp, hay ho, ngon lành. Do vậy mà tiếp tục đầu tư đời này và đời sau. Từ cái chỗ mà làm ác dễ hơn làm thiện đó, quân tập từ cái việc làm ác, nói điều ác, nghĩ điều ác, nên ta gặp toàn là người ác. Mà người ác ở đây không phải là cái người mà gọi là hả cướp của giết người đâu, mà người ác ở đây là gì? Là người bất thiện. Bữa trước mấy thầy có giảng rồi đó, có phân tích chỗ ác chỗ thiện rồi đó nha. Mà người ác ở đây là gì ạ? Họ làm cho mình bực bội, họ làm cho mình chán ghét, họ làm cho mình khó ưa khó chịu. Cho nên á, ai mà làm cho mình khó ưa khó chịu thì mình hay nói làm sao? Sao mày ác với tao dữ vậy? Đúng vậy không? À, vậy thôi. Sao mày ác với tao vậy? Do vậy mà chúng ta gặp hoài mấy người này, gặp hoài luôn nha. Trong một gia đình cũng vậy luôn. Có những đứa con nó ương bướng, nói không nghe. Có những ông chồng không có trùng cung chí hướng với mình, đại để là vậy. Đây gọi là oán tắng gì? Oán tắng hội. Mà tại sao phải oán tắng hội? Tại sao ạ? Bắt buộc là phải vậy thôi. Ở với nhau để cộng nghiệp. Cộng nghiệp rồi thì sao ạ? Chia sẻ, gần gũi, hoạt nồng, ấp lạnh có nhau. Rồi sao nữa? Đến lúc mà hết cái thời gian mà ngọt ngào anh em rồi ha, là nó sẽ qua cái thời gian khác, mày và tao. Mà hết mày và tao rồi là đai nghiến nhau, dằn xé tâm can lẫn nhau,
bỏ thì thương mà vương thì tội. Bây giờ mà ra tòa ly dị thì hàng xóm láng giềng các cái mặt để đâu? Con cái bây giờ đã lớn hết rồi, vậy cái là mình chuyển qua cái hướng chiến tranh lạnh ha. Ăn một mâm nhưng mà ông không nhìn bà không nhìn ông. Một là cha con bay ăn trước đi, hai để lát nữa ông ăn sao, tao tự bay ăn trước. Có nghĩa là sống trong một mái nhà nhưng mà hạnh phúc không có, tình thương không có. Vậy rồi chúng ta là gì ạ? Tiếp tục đầu tư vào cõi ác, rồi thì trả đũa lẫn nhau, chửi rủa lẫn nhau, đay nghiến lẫn nhau. Đó là cái cõi này là nó phải vậy, kinh khủng vậy đó. Nhưng mà nói như vậy không phải là không có cách. Trong một mớ bồng bông của cõi dục đầy máu lệ và nước mắt thì có một người xuất hiện cách đây 20 mấy thế kỷ tại thành Ca Tỳ La Vệ, một chúng sanh kiệt xuất của vũ trụ, một con người kiệt luân của tạo hóa, một trí tuệ không có gì sánh bằng và một tấm gương hạnh đạo đức không có gì để bàn cãi. Đó chính là Đức Thế Tôn Gotama. Đó là một tia sáng lớn đầu tiên. Sau đó đến các vị thánh tăng đệ tử chứng các tầng thiền giác ngộ. Rồi đến 20 mấy thế kỷ trôi qua, bây giờ chúng ta được thừa hưởng cái di sản đó. Hạnh phúc không? Hạnh phúc. Như vậy trong cái đám một mớ bồng bông của luân hồi lục đạo trầm luân khổ ải đầy máu lệ và nước mắt đó, có những người biết vượt lên trên để làm chủ chính mình và xuôi con thuyền theo dòng Bát Nhã, để vượt trùng dương, để vượt sóng ba đào mà tấp vào bến bờ của trí tuệ và giải thoát. Đó là những người biết học giáo pháp một cách nghiêm túc, biết giữ giới một cách nghiêm túc và biết hành đạo và thực hành giáo pháp một cách nghiêm túc, để rồi mai kia mốt nọ đời sau kiếp khác ta chứng các tầng thiền thánh quả, để rồi ta cùng đường, ta cùng hội, cùng thuyền, ta xuôi dòng chảy về cái biển trí tuệ giải thoát của ba đời mười phương Phật. Thứ nhất, thiền thứ nhất là gì? Có nghĩa là mình nói quên hết rồi thì đến đức điều ngự của mình, đức đạo sư của mình, các vị thánh tăng, rồi đến thầy trò mình là người thừa hưởng cái đó. Thừa hưởng cái gì? Một tầng thiền thứ nhất. Này hiền giả, thế nào là thiền thứ nhất? Ở đây này hiền giả, vị tỷ kheo ly dục ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ. Này hiền giả, thiền thứ nhất có bao nhiêu chi phần? Này hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần. Rồi ở đây chúng ta biết rằng thiền là đoạn trừ 5 triền cái và thay thế bởi 5 thiện, 5 thiện chi. Ai ghi kịp thì ghi ha. 5 triền cái là tham, sân, hôn trầm, thủy miên, trạo hối và nghi. Xin nói lại, 5 triền cái là tham, 1, 2, sân, 3, hôn trầm, thủy miên, 4, trạo hối và 5 là nghi. Tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất, nhất tâm. Đó là 5 thiền chi. Tâm là hướng tâm về một đối tượng, tứ là cột tâm mình trên đối tượng đó, hỷ là không sân, có nghĩa là một trạng thái tâm mát mẻ, lắng dịu, lạc là vui vẻ, mà vui vẻ trong trạng thái tâm sống trọn vẹn với bây giờ và ở đây, cái đó quan trọng lắm nha, hiện tại lạc trú, đó là lạc. Thứ 5 là nhất tâm,
là tâm được thâu nhiếp, không còn bị chi phối, không còn lung lay, không còn tán loạn bởi những tạp niệm. Như vậy thì là tầm khởi lên để đối trị được với hôn trầm thủy miên, tứ khởi lên để đối trị được với nghi, hỷ khởi lên đối trị với sân, lạc khởi lên đối trị với trạo, trạo hối, nhất tâm có mặt là để đối trị được với tham dục. Và ngài Xá Lợi Phất nói: đắc tứ thiền chưa rời sắc pháp sẽ quay trở lại sắc giới. Còn đắc tứ thiền mà chán ngán sắc pháp thì mới được gọi là ý thức thanh tịnh, hôm trước ta học rồi. Từ đó dẫn tới các tầng thiền vô sắc giới. Tầng thứ nhất là chán sắc pháp. Sắc pháp ở đây là vật chất, vật chất. Thấy hư không là số một, cho nên người ta buông cái vật chất một cách ráo riết triệt để. Họ thấy rằng hư không vô biên là ngon, là tốt, cho nên họ chứng tầng thiền thứ hai là hư không vô biên. Và trong khoảng thời gian chứng được hư không vô biên rồi thì họ kêu mặc dù hư không vô biên nhưng mà còn dùng tâm để biết, nên họ đi họ tiến tới thức vô biên. Thức vô biên. Và đến cái tầng thiền thứ ba, thấy rằng cả hư không vô biên và thức vô biên chưa phải là điều tối thượng, nên họ dùng cái năng lực tuệ quán đốt cháy hai tầng thiền để đạt tới vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Này hiền giả, năm căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chúng ta thấy cái đoạn đó không ạ? Cái đoạn trong kinh đó. Này hiền giả, do duyên gì mà chúng ăn trú? Này hiền giả, do duyên tuổi thọ mà chúng ăn trú. Hồi nãy có đọc, quý vị có đọc cái đoạn đây này. Tại sao gọi là Tôn giả Xá Lợi Phất gọi là tuổi thọ làm ăn trú cho năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân? Thì đây chúng ta thấy nè, năm căn nó hoạt động, nó sinh hoạt khi đối tượng đó còn sống hay là đã chết ạ? Năm căn hoạt động sinh hoạt khi đối tượng nó còn sống hay chết? Mà đã còn sống thì tính bằng tuổi thọ, đúng không? Đúng rồi. Cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất nói là do duyên tuổi thọ. Dễ hiểu ha. Rồi, tuổi thọ an trú nơi đâu? Thì Tôn giả Xá Lợi Phất nói là an trú nơi hơi nóng. Tại vì cái sự hoạt động của cơ thể đó, cả bên trong lục phủ ngũ tạng cho đến cơ thể đầu mình tay chân bên ngoài, hoạt động của các bộ phận như vậy nên là nó mới phát sinh hơi nóng. Và nếu không có hơi nóng, hơi ấm thì cơ thể lạnh ngắt, cứng đờ và tuổi thọ cũng chấm dứt. Và hỏi tiếp, hơi nóng ăn trú nơi đâu? Thì Tôn giả Xá Lợi Phất nói là ăn trú nơi tuổi thọ. Nghe như vậy thì ngài Mahakottita mới ngạc nhiên. Tại vì là bên trên là tuổi thọ ăn trú hơi nóng, bên dưới là hơi nóng ăn trú tuổi thọ. Cho nên ngài Mahakottita ngạc nhiên và đính chính lại một lần nữa. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất mới dùng cái ví dụ là tim, đèn và dầu, đúng không ạ? Thấy rõ đoạn đó đi, gần hết. Rồi đến cái tâm giải thoát bất khổ bất lạc. Tâm giải thoát bất khổ bất lạc là người chứng đạt tầng thiền thứ tư á. Có nghĩa là bốn cái duyên để chứng thiền thứ tư: một là xả lạc, xả khổ, xả diệt hỷ ưu và xả luôn niệm thanh tịnh. Đến cái nữa là vô tướng tâm giải thoát, là sự giải thoát lấy vô tướng, nhờ từ bỏ các tướng để thành tựu được vô tướng. Từ vô tướng dẫn đến tâm giải thoát, đây là cái quả vị A-ra-hăng. Muốn được vậy thì có hai duyên: một là không tác ý đến các tướng, tức là không tác ý đến hết thảy các tướng hữu vi, và tác ý vô tướng giới, trong kinh có hết mà, phải không? Tức là tác ý đến các tướng vô
vô vi. Từ cái tác ý tới những cái tướng vô vi này mà họ tiến sâu đến các tầng thiền. Và trong này có một đoạn cần giải thích, chứ nếu không là chúng ta sẽ sinh hoài nghi. Này hiện giả, vật chết mạng chung này, thân hành của nó chấm dứt dừng lại, khẩu hành chấm dứt dừng lại, tâm hành chấm dứt dừng lại, tuổi thọ diệt tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bị bại hoại. Còn vị tỷ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định, thì thân hành của vị này chấm dứt dừng lại, khẩu hành chấm dứt dừng lại, tâm hành chấm dứt dừng lại, nhưng tuổi thọ không diệt tận, hơi nóng không tiêu diệt, các căn được sáng suốt. Chúng ta dễ bị nhầm vật chết có nghĩa là người bình thường và những động vật khác chết mạng chung á, thì thân hành của nó chấm dứt, khẩu hành chấm dứt, tâm hành chấm dứt, tuổi thọ diệt tận, hơi nóng tiêu diệt và các căn bị bại hoại. Còn riêng vị tỳ kheo diệt thọ tưởng định thì chết chưa? Chưa. Nhưng mà cái trạng thái diệt thọ tưởng định là gì? Trước khi mà chứng tứ thiền là cái người chứng tầng thiền thứ ba đó, chuẩn bị tiến sâu vào tầng thiền thứ tư, là người ta có cái sửa soạn. Hồi nãy có một cái đoạn có cái chữ sửa soạn. Đây. Này hiện giả, có ba duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát, không tác ý nhất thiết tướng và tác ý vô tướng giới. Và một sự sửa soạn trước. Cái chữ sửa soạn trước này hay cực kỳ nha. Tại vì á, là với một cái vị thánh mà chứng các tầng thiền, thì một là người ta chú nguyện cho tất cả, nhớ nghe cái này có còn không biết còn ghi không biết, chú nguyện cho tất cả những cái vật mà người ta sử dụng bao lâu nay như y áo bình bát vân vân, trước khi họ vào cái tầng thánh quả tiếp theo đó, thì họ mới chú nguyện là cho những cái vật dụng đó không bị hư hoại. Tại vì đó là sự đánh dấu của đời sống phạm hạnh, y áo và bình bát. Thứ hai là họ chú nguyện khi nào các anh em huynh đệ đồng môn mà cần triệu tập, thì họ xả định một cái rạc và họ có mặt ngay để mà gặp mặt, để mà đàm luận Phật pháp hoặc là giải quyết một số cái vấn đề Phật pháp tối quan trọng nha. Chứ còn bình thường thì người ta không ra mặt đâu. Rồi mà họ đang trong cái giai đoạn định nha, thiền. Cái thứ ba là người ta họ chú nguyện khi đức đạo sư cần là con có mặt. Ba cái này với một vị chứng tầng thiền thứ ba cần để tiến sâu đến tầng thiền thứ tư. Riêng vị A-ra-hăng có thể không chú nguyện ba cái này, nhưng cái thứ tư phải chú nguyện. Tức là sắp sửa đến cảnh giới Niết Bàn nha. Thì cái vị A-la-hán phải thấy được rằng là coi thử cái tuổi thọ của mình còn sống được đến 7 ngày nữa không. Nếu thọ mạng mà không đủ 7 ngày thì người ta không vào Niết Bàn. Không vào Niết Bàn. Để làm chi vậy ạ? Để làm chi? Còn sót lại thời gian nào thì giáo hóa độ sinh thời gian đó, làm lợi lạc cho cõi nhân gian này thời gian đó. Thấy thương không ạ? Rất thương. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là chứng cái ngôi vô thượng chánh giác an trú vào Niết Bàn rồi thì là hả
mặc sức xã hội nhân gian đau khổ cách nào cũng kệ, không phải không đúng nha. Và sau đó mãn nguyện rồi, nhân duyên đầy đủ rồi, đặt cái nặng xuống rồi, tất cả đã im lặng hết rồi, không còn việc gì để làm, thì là cái vị này chứng niết bàn tối thượng. Dạ rồi, chấm hết bài kinh tu quả. Kính chúc quý vị có một cái ngày mùng 1 đầu tháng nhiều sức khỏe và thân tâm luôn an lạc. Cầu chúc cho gia đình quý vị gặp nhiều may mắn, bệnh tật được tiêu trừ. Những hương linh nương nhờ vào công đức của quý vị tu học trong một ngày hôm nay, chúng ta nhất tâm hồi hướng cho những hương linh, những người đã khuất, đã quá vãng của chúng ta, trường thừa công đức của quý vị tu một ngày hôm nay. Nhờ công đức của quý vị tu đó mà các vị hương linh, người thân của mình được vãng sanh về tịnh cảnh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.